Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chữ 81 đến chữ 160 của 512 chữ Kanji sơ cấp. Chữ tiếp theo là chữ đại, có nghĩa là lớn, là một người đàn ông dang rộng chân tay ra trông rất là lớn. Chữ thứ hai là tiểu, một người co cụm chân tay lại trông rất là nhỏ bé. Chữ cao cũng có nghĩa là cao, là một ngôi nhà có một cửa sổ, trên nó có một tòa tháp cao. Chữ an có nghĩa là rẻ, một người phụ nữ sẽ thấy bình an dưới ngôi nhà của mình. Chữ tân là mới, đứng dậy dùng rìu chặt cây để làm việc gì đó thật là mới mẻ. Chữ cổ là cũ, một câu chuyện nói đi 10 lần thì cũng trở thành cũ kỹ. Chữ nguyên có nghĩa là khỏe, nếu chạy hai người trở lên thì sẽ cảm thấy khỏe hơn. Chữ khí có nghĩa là tinh thần, thở mạnh ra ba luồng khí. Chữ đa có nghĩa là nhiều, ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều là chữ tà. Chữ thiểu có nghĩa là ít, hãy chia nhỏ những món đồ nhỏ, hãy chia những món đồ nhỏ ra thì có lẽ sẽ được rất là ít ỏi. Chữ quảng nghĩa là rộng, ông mũi to ở dưới ngôi nhà có đất rất là rộng. Chữ tảo nghĩa là sớm, vào ngày chủ nhật chúng ta sẽ dậy lúc 10 giờ vẫn còn gọi là sớm. Chữ trường có nghĩa là dài, cô gái có mái tóc dài, hai tay dang rộng, hai chân duỗi, một chân thắt khăn. Chữ minh có nghĩa là sáng, mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện sẽ trở nên sáng hơn. Chữ hảo có nghĩa là thích, người phụ nữ đó rất là thích con nít. Chữ hữu có nghĩa là bạn, bạn bè thường nắm tay nhau để giúp đỡ nhau. Chữ nhập có nghĩa là vào, một người đàn ông đang vào trong liều hay chân còn ở phía ngoài. Chữ xuất có nghĩa là thoát, giống hình hai mũi tên chỉ một đường thoát. Chữ thị có nghĩa là thành phố hay là chợ, một dãy người đứng ở giữa hai hàng đồ, một dãy người đứng ở giữa hai hàng đồ phía trên là biểu thị chợ. Đinh có nghĩa là thị trấn, có con đường và cánh đồng dẫn, có con đường và cánh đồng dẫn vào thị trấn. Thôn có nghĩa là làng, phía cây đằng kia có cái thôn. Vũ có nghĩa là mưa, trên đỉnh có mây và mưa bắt đầu rơi. Điện cũng có nghĩa là điện, mưa và có chớp lóe phía trên cánh đồng. Xa có nghĩa là xe, và hình ảnh có một chiếc xe. Chiếc xe này thời ông bà ngày xưa lận, chứ không phải là chiếc xe hiện đại bây giờ. Mã có nghĩa là con ngựa, bòm con ngựa dài, bốn sợi và có bốn cái chân, có một cái đuôi. Dịch có nghĩa là nhà ga, có ngựa và người hai chân đang vác nặng ở ga. Chữ xã có nghĩa là công ty hay đền thờ, ở đền thờ thì người ta đặt đồ cúng và cầu cho mùa màng bội thu. Chữ hiệu có nghĩa là trường học, cha đã đón tôi ở trường. Chữ điếm có nghĩa là cửa hiệu, ở cửa hàng có cà chua đặt trên cái hộp. Chữ ngân có nghĩa là bạc, bạc thì dĩ nhiên không tốt bằng vàng rồi. Bệnh có nghĩa là đau ốm, người đau ốm đắp chăn ngủ trên gối ở trong bệnh viện. Viện có nghĩa là tổ chức, sau khi khỏe mạnh thì ta sẽ xuất viện và về nhà. Hưu có nghĩa là nghỉ, một người ngồi tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi. Tẩu có nghĩa là chạy, dù bị vùi dưới đất tôi vẫn cố gắng chạy. Khởi có nghĩa là tỉnh dậy hay là bắt đầu, vì ngủ dậy trễ cho nên tôi phải chạy thật nhanh đến công ty. Bói có nghĩa là sò, ngao. Đây là hình ảnh một con sò. Mãi có nghĩa là mua, trước đây người ta dùng vỏ sò để mua bán, giờ thì dùng tiền giấy rồi. Mại có nghĩa là bán, một người đang có đồ để bán, anh này đang bày bán đồ ở phía chợ hay đâu đó. Đọc có nghĩa là đọc sách, anh ấy đã nói là hãy đọc cuốn sách nói về sự bán chạy nhất này. Thư có nghĩa là viết, với cây bút ở trên tôi có thể viết được chữ Nhật. Quy có nghĩa là trở về, một con én bay ngang, hai con én bay lên và tất cả đang quay về tổ. Miễn có nghĩa là nỗ lực, người con trai đang cố gắng hết sức mình. Cung là cung tên hay là cây cung, đây là hình ảnh của một cây cung. Trùng là côn trùng hay là con sâu, và đây cũng là hình dáng của một con côn trùng. Cường có nghĩa là khỏe,
Cả côn trùng và cung đều rất là khỏe. Trì là cầm hay là nắm. Tôi đến chùa một tay cầm tràng hạt. Danh nghĩa là tên. Con chó tên là Taro. Ngữ là ngôn ngữ. Anh ấy có thể nói được 5 thứ tiếng. Xuân là mùa xuân. Ba người nhìn mặt trời khi mùa xuân đến. Hạ là mùa hè. Mùa hè rất nóng, một người đổ sụp xuống trong bóng râm. Thu là mùa thu. Mùa thu tới thì lúa mọc và lá chuyển thành màu lửa. Đông là mùa đông. Người bước đi trên băng vào mùa đông và bị trượt khi đi trên băng vào mùa đông. Triều là buổi sáng. Đây chúng ta có ngày mùng 10 tháng 10 thành chữ triều. Noãn nghĩa là trưa. Tôi treo rèm lên khi mặt trời cao vào buổi trưa. Tịch là buổi tối. Buổi tối thấy trăng và chim. Phương là phương hướng hoặc là cách làm. Hãy đi theo phương của lá cờ. Hãy đi theo hướng của lá cờ, chúng ta sẽ đến được nơi chúng ta cần đến. Văn là buổi tối. Đứa bé vội vã về nhà trước khi mặt trời lặn. Dạ là buổi tối. Buổi tối có một người đội mũ ngắm trăng và mây. Tâm nghĩa là tim. Trái tim tôi đang đập. Thủ là tay, là hình dáng của một bàn tay. Túc là chân, là dang rộng chân và chạy thật nhanh. Thể là cơ thể, là khi bị thương ta quấn băng và nghỉ ngơi. Thủ nghĩa là cổ hay là đầu. Hình dáng một người có hai sợi tóc và có cái đầu dài. Đạo là con đường. Anh ấy chờ ai đó trên con đường dài cả cổ. Sơn là núi, hình dạng của ngọn núi có ba đỉnh. Xuyên là sông, ba dòng sông, ba dòng nước sẽ chảy thành sông. Lâm là khu rừng nhỏ, hai cây chúng ta sẽ có được một khu rừng nhỏ. Sâm cũng là rừng, mà chúng ta sẽ có ba cây tạo thành một khu rừng lớn. Không có nghĩa là bầu trời hay là trống không. Chúng ta sẽ mở cửa sổ và dùng thước để đo bầu trời. Hải là biển. Mỗi ngày chúng ta hãy đi bơi ở biển. Hóa là biến đổi. Đứng lên, ngồi xuống và chúng ta thay đổi vị trí. Hoa là chữ hoa. Cỏ sẽ được biến thành hoa. Thiên là trời. Tôi dang rộng hai tay và ngước lên nhìn bầu trời. Xích là đỏ. Lửa đốt đất thành gạch màu đỏ. Thanh là xanh. Cả trăng và cỏ cây đều có màu xanh. Bạch là trắng. Chúng ta sẽ có tòa nhà màu trắng. Hắc là đen. Đốt lửa ở đất và cánh đồng trở thành màu đen. Sắc là màu sắc. Hình ảnh biến đổi của vòng bát quái khi có hai màu trắng và đen. Ngư là cá, là hình ảnh của một chú cá. Khuyển là chó, là hình ảnh của một con chó. Hoặc là chữ đại, người đang dang hai tay chân, có con chó ở cạnh. Vậy là chúng ta đã kết thúc được 160 chữ kanji cơ bản. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học tốt.